Với vai trò là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một trong những khu vực thu hút đầu tư lớn nhất cả nước. Theo dự báo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 10 triệu dân và sẽ là một siêu đô thị. Để đảm bảo thành phố là một đô thị hiện đại có không gian sống tốt, cần khắc phục những vấn nạn đô thị trong tương lai, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải có tầm nhìn xa. Nhưng như thế nào là một siêu đô thị hiện đại? Thành phố Hồ Chí Minh có đảm đương nổi vai trò của một siêu đô thị về mặt lý thuyết hay không? Về cơ bản, không có mô hình nào gọi là mô hình đô thị hiện đại lý tưởng. Mỗi thành phố có lịch sử phát triển khác nhau. Có những thành phố phát triển theo mô hình đơn tâm khi mà mọi thứ trong thành phố đó phát triển xoay quanh khu vực nội thành. Tiếp đến, chúng ta có những thành phố đa tâm với mô hình thành phố chính được bao quanh và hỗ trợ bởi những thành phố vệ tinh. Hồ Chí Minh thuộc loại mô hình này vì chúng ta đóng vai trò như một thành phố chính và phụ thuộc khá nhiều vào mối quan hệ kinh tế với các tỉnh thành xung quanh như Bình Dương, Long An. Trong vùng kinh tế trọng điểm này, Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó chiếm một cái tỷ lệ rất lớn trong phát triển về cái GDP và tổng cái sản xuất của toàn quốc. Đấy. Tuy nhiên á, là để được phát triển thì chúng ta luôn luôn cần có những cái hạt nhân, cần có những cái đơn vị làm cái nòng cốt. Thì ở đây cái vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh vừa là một cái vai trò là động lực phát triển, nhưng đồng thời cũng là một cái nơi là có thể tác kích để mà kích thích cho những vùng chung quanh cùng phát triển. Do đó ở đây ta phải thấy hai vai trò. Vai trò thứ nhất là tạo ra sản phẩm, tạo ra cái phát triển, nhưng đồng thời cũng kích thích cả cái khu vực của chúng ta cùng phát triển theo. Hãy nghĩ tới những thành phố nổi tiếng trên thế giới. Ở đó luôn có những công trình hiện đại lẫn lịch sử. Một thành phố chỉ có những tòa nhà hiện đại sẽ thiếu đi sự cổ kính và nét đặc trưng để nhận diện. Vì vậy, việc giữ lại lịch sử và bản sắc là một điều rất quan trọng đối với một thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, theo tôi, việc gìn giữ những nét lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh là một ưu tiên hàng đầu, góp phần phát triển du lịch và tạo bản sắc riêng. Chúng ta đều có gắn bó đến những cái công trình văn hóa nhiều đời, và thực sự đôi khi nó là gắn với cả cái lịch sử của một cái địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể giữ lại được tất cả mọi việc. Thì đây là một cái quá trình đánh đổi, và cái việc đánh đổi này là cái phải cân nhắc trong nhiều cái thông số và trong cái điều kiện. Nếu chúng ta có điều kiện tốt hơn thì sự đánh đổi đó nó sẽ tương đối là cũng khắc nghiệt, nhưng bớt khắc nghiệt hơn trong những điều kiện mà chúng ta còn đang thiếu thốn như thế này. Hệ thống đường sắt đô thị Metro là dự án giao thông quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh với 7 tuyến tàu điện ngầm và 3 tuyến xe điện chạy trên mặt đất. Hiện có 2 tuyến công trình đang thi công là Metro 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2018 và Metro 2 Bến Thành Tham Lương dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Nguồn vốn xây dựng hệ thống Metro đến từ Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, chính phủ, thành phố và các nhà đầu tư. Kính thưa quý vị và các bạn, Lan Anh đang đứng tại công trường xây dựng tuyến Metro số 1, một trong 10 tuyến đường sắt theo quy hoạch đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị cũng đã thấy thì hiện nay tất cả chỉ đang là một công trường, nhưng đây được xem là một công trình của thế kỷ. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ đem đến nhiều diện mạo thay đổi cho Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đem đến nhiều sự phát triển cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới. Mong muốn con đường này nó sẽ hoàn thành sớm để có thể cái việc đi lại tiện lợi cho người dân rất là nhiều. Thật sự tôi cũng muốn cho cái thứ Metro này được hoàn thành, không riêng tôi nhưng mà tất cả các tài xế khác cũng như vậy. Metro cùng với các hệ thống giao thông đô thị được kỳ vọng sẽ tạo nên một trật tự đô thị mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trật tự này sẽ như thế nào? Trật tự thứ nhất là vấn đề về giao thông công cộng là đã mang lại cái trật tự cho người dân đô thị. Đi lại nó dễ dàng hơn, nó trật tự hơn, nó văn minh hơn. Một đô thị mang tầm vóc của một đô thị hiện đại. Cái trật tự thứ hai là chúng ta khai thác được những cái khu dân cư, khu ở. Nó đáp ứng được yêu cầu cho vấn đề nó là môi trường và chất lượng sống. Tất cả các cái dịch vụ về thương mại, về khác thì nó kết nối với lại cái tuyến Metro này. Để mà làm cho cái trật tự, cái cuộc sống của đô thị. Ba nữa là nó đảm bảo cái môi trường cảnh quan. Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một cái mega city, thành phố quá lớn với là trên 10 triệu dân và khả năng là còn có thể tăng lên nữa. Thì cái vấn đề giao thông đô thị đã trở thành một vấn đề rất lớn, và để có thể giải được những vấn đề mà giao thông mà lượng lớn như thế này thì bắt buộc phải là sử dụng cái phương tiện giao thông bánh sắt.
Chúng ta sẽ chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng ngay tại khu vực được triển khai hệ thống xe điện. Giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng lên, những khu vực này sẽ có mức sống cao hơn và thậm chí mật độ dân số cũng tăng lên. Đây là điều mà chúng tôi đã chứng kiến tại một số quốc gia. Vậy nên, chắc chắn người dân thành phố sẽ được hưởng lợi nhiều từ thay đổi sau khi kế hoạch phát triển giao thông công cộng được tiến hành. Khi mà hình thành cái tuyến metro như vậy từ ga trung tâm cho đến các cái ga, đến cái điểm, các cái không gian công cộng hoặc là khu dân cư đấy, thì những cái điểm ga đấy thì nó hình thành ra là những cái khu, những cái dịch vụ thương mại hay là giải trí thì kèm theo, hoặc là từ những cái nhà ga đấy đến những khu dân đấy thì nó sẽ hình thành ra những cái khu dịch vụ công cộng và giải trí phục vụ cho những khu tiểu khu dân cư phù hợp. Trong báo cáo mới đây về tình hình bất động sản thành phố Hồ Chí Minh do Savills công bố, nhiều công ty bất động sản bắt đầu có những chiến lược đầu tư bất động sản gần kề khu vực tuyến metro đi qua. Có một số các cái nhà bán lẻ cũng như là các dự án thương mại đã có những kế hoạch để kết nối được trực tiếp hoặc là có cái vị trí ở gần khu metro để hưởng lợi từ cái việc là cái lượng khách giao thông rất là lớn từ hàng ngày của tuyến metro này. Những dự án căn hộ đang được triển khai rầm rộ, cùng với đó những dự án trung tâm thương mại bán lẻ cũng đang tích cực đầu tư gần kề metro để hưởng lợi từ dự án này. Novaland đang phát triển dự án khu căn hộ Lexington Residence tại An Phú, quận 2. Công ty địa ốc Đại Quang Minh công bố dự án khu đô thị nằm ngay trung tâm Thủ Thiêm với mức đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng. Thủ Đức House, Khang Điền, Kiến Á, Nam Long cũng đã tranh thủ những quỹ đất để chuẩn bị giành thị phần. Trong tương lai thì thành phố nên điều chỉnh cái sử dụng đất dọc cái tuyến metro này để khai thác đất cho hiệu quả. Các cái phân khúc về bất động sản ví dụ như là văn phòng là một, thứ hai là các cái khu thương mại lớn, các vùng và các khu vui chơi giải trí, thứ ba nữa là cái phân khúc về thị trường bất động sản nhà ở cao tầng để đã gắn vào những cái khu tuyến metro này thì nó sẽ phát triển. Trên thế giới, nhiều hệ thống tàu điện ngầm hình thành đã tạo nên những thay đổi lớn cho đô thị của các quốc gia. Có thể kể đến như hệ thống tàu điện ngầm Tokyo Metro được biết đến như một trong những hệ thống lớn nhất và đông nhất trên thế giới. Hệ thống tàu điện ngầm SMRT Singapore đã hai lần đạt giải thưởng hệ thống tàu điện ngầm tốt nhất, gồm một giải thưởng hệ thống tàu điện ngầm tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương và giải thưởng tàu điện ngầm sử dụng năng lượng hiệu quả nhất. Việt Nam sẽ học được gì từ những thành tựu mà thế giới đã đạt được? Điều gì sẽ xảy ra nếu thành phố bạn sống không có được một hệ thống phương tiện giao thông công cộng tốt? Ví dụ như ở Cairo, tắc nghẽn giao thông tiêu tốn gần 1,5 tỷ GDP hàng năm. Nếu bạn đến Cairo, bạn sẽ bị kẹt xe ít nhất 1 đến 2 tiếng. Vì thế, khi các thành phố từ 2 đến 3 triệu người được đô thị hóa, chính quyền địa phương cần quan tâm thật kỹ càng đến hệ thống phương tiện giao thông công cộng, không chỉ tàu điện ngầm mà còn cả hệ thống xe buýt, người đi bộ hay xe đạp. Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tương tác tốt với các tỉnh thành lân cận để tạo nên một vùng kinh tế phát triển đồng bộ. Thành phố không cần cạnh tranh với các nơi khác, mà cả vùng kinh tế phải hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là một người lãnh đạo, một người truyền cảm hứng. Hồ Chí Minh là thành phố dẫn đầu về mặt phát triển và kế hoạch hóa đô thị. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần có những chính sách tiến bộ để thu hút các doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Tôi nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh có một môi trường kinh doanh rất thuận lợi và sự đơn giản hóa hệ thống các quy định thủ tục là bước đệm quan trọng góp phần vào việc thu hút đầu tư và doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là một đại công trường metro. Nhưng chỉ trong vài năm nữa thôi, những tuyến metro sẽ tiếp nối nhau đi vào vận hành. Người dân thành phố đang mong chờ hình hài của nó. Nền kinh tế đang hy vọng một sự đổi thay lịch sử. Và để biến tất cả những lợi ích mà metro mang lại cho nền kinh tế, cơ quan chủ quản của hệ thống metro cùng với những chính sách nhà nước sẽ góp phần giúp metro phát huy hết hiệu quả của nó trong tương lai.